chạy đài trên đường thành phố đó. Đó. Không bao chục năm mà quay lại mà. Đây là đại thành phố đó, được cái chạy ông gì? Chạy ông ba hồi ra chân chân. Dạ ông không. Trường đại học khoa học xã hội. Kìa súng này bác rồi không kìa. Bye bye rồi kìa. Đó thì tăng nữa. Cái này cách thấy không? Dạ. Dạ dạ. Thầy nói thì muốn quay thầy kìa. Đây đông lắm. Dạ giờ sư phụ đã đến Thảo Cầm Quyên của Sài Gòn. Thì cô chú anh chị, đây là những cái ký ức của ngày xưa thầy sư thầy Thích Chí Trung khi mà chưa có xuất gia và chưa có tìm đạo. Thì thầy đã từng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh này và giờ thầy đã xuất gia tìm đạo và thầy đã tìm được mối đạo của mình. Thì thầy mới quay trở lại nơi thầy sinh sống còn trẻ ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và triết lý của sư thầy Thích Chí Trung đó là một triết lý của La Hầu La Tổ Sư. Và tổ sư của chúng ta là La Hầu La, là một vị tông sư của Mật Tông, của đệ tử của chân truyền của Đức Phật Thích Ca đó quý vị. Đây là tới Thảo Cầm Viên và thầy đang vẫy tay chào tất cả bà con mình đúng quý vị. Sư phụ đang vẫy tay chào để đi vào Thảo Cầm Viên quý vị. Bữa nay con mới gặp thầy phải không? À. Mấy đứa gặp thầy nhiều lần, bữa nay mới gặp á. Con có gặp thầy chưa? Con có thấy rồi. Đây là nhà xe quý vị, trong Thảo Cầm Viên này, nơi này là nơi gửi xe và phòng bán vé tích cúp. Và thầy cũng vô đây để dạo một tí thôi quý vị. Ở đây là hồi xưa nó là cái bảo tàng. Bảo tàng đó thầy. Ừ, mà bây giờ không biết còn không. Còn bảo tàng không con. Còn thầy ơi, đấy kìa, bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Khoái nhất là một cái bộ ly mà nó để là ngọc lưu ly trầu. Dạ. Còn bảo tàng nha sư phụ. Dạ. Đó. Đây là bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Hồi ta nhỏ nhỏ bằng nhỏ này. Dạ. Ta dẫn em ta đó. Em ta 4 5 đứa. Là vô đây chơi tối ngày này. Ừ, hồi nhỏ nó. Dạ. Còn ở bên đây là thờ tổ Hùng Dương. Dạ. Đây là đền thờ Hùng Dương. Đền thờ Hùng Dương. Đền thờ tổ. Đây phải không sư phụ, đây là cái đền thờ tổ của. Kìa. Để chữ đền thờ Hùng Dương rồi thầy.
Ừ, bên đây là thờ tổ Hùng Vương phải không con? Dạ đúng rồi thầy. Phải không? Dạ đúng. Bà con không biết hả? Đó, để chứ đền thờ Hùng Vương đó, Du Hùng đó thầy. Ừ, đó, bên đây bảo tàng. Bên đây là đền thờ tổ Hùng Vương. Dạ. Bộ đó đi nha, vô đây là hết bao nhiêu lần hơn 50 lần. Ôi thầy ơi, đừng vô đó thầy ơi. Sư phụ, vô đó quay dính nít nó bị bớt bẩn. Hôm nào rảnh rảnh thì chúng ta tham quan ha. Dạ. Bây giờ ta đi phớt về nghe con. Dạ. Thầy đã đi ôn lại kỷ niệm của mình tại Thảo Cầm Viên. Thì thầy cũng đi phớt ngang thôi nha quý vị, chứ không đi sâu sắc vào bên trong nha quý vị. Thôi mà thầy khoảng 12 tuổi. Thầy dẫn em thầy vô đây chơi lắm. Tại vì nhà thầy cũng ở bên Bà Chiểu, thành ra đi xe buýt xuống đây cái qua đây chơi với em cả ngày. Tức là cái sở thú này đối với sư, đó là tuổi trẻ, tuổi nhỏ của sư. Dạ. Giữ em đem vô đây chơi nữa. Vậy là cách đây là 60 năm rồi. Ừ, hồi đó thầy 12 tuổi. Dạ. Bây giờ thầy 75. Rồi, ok. Dạ. 63 năm rồi. Ê, thầy đi đầu trần chân đất đi về Thảo Cầm Viên nơi thành phố Hồ Chí Minh, mà nơi thầy đã từng dẫn em của mình đi chơi ở Thảo Cầm Viên này. Và sau 60 năm quay lại thì tất cả nơi đây đều thay đổi, và chỉ có bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên, và bên tay phải thì đền thờ Du Hùng vẫn còn giữ nguyên, còn tất cả những cái khác đều thay đổi theo năm tháng nha quý vị. Một sư thầy ốm yếu rầy mò, đầu đội trần và chân đập đất đi tìm về ký ức của mình ngày xưa, để cho tất cả mọi người biết thầy nơi thầy đã từng sinh sống ở nơi đâu và làm việc ra sao, và sau bao năm thầy đi tìm đạo đúng quý vị. Đây là nơi thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Sư phụ đã đi ra khỏi bảo tàng và chuẩn bị đi qua lộ, và chúng ta đi đến một cái nơi khác nữa nha quý vị. Một bóng dáng quan nghi của một vị sư thầy. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đi đến một cái địa điểm khác nha quý vị. Rồi chúng ta đến xe và đi tìm một địa điểm khác để chúng ta ôn lại cái kỷ niệm của thầy ở thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Nóng giò không sư phụ? Nóng nóng cả. Đâu trời, chắc đất, chắc không. Bây giờ chúng ta qua chợ Bình Hà. Dạ. Nghe chợ đèn nhà chút. Có thể ở đó chúng ta uống nước uống nồi chơi. Dạ. Rồi cái chiếc nổ của phụ cái đó. Chợ đâu nó đâu. Xích đằng kia chút sư phụ. Và bên kia đó quý vị, bên kia là bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, và nơi đó là có rất nhiều xe tăng ngày xưa và máy bay trực thăng cũ cũng được trưng bày tại đó để bà con mình chiêm ngưỡng quý vị.
em này có coi YouTube nó tuần này trước em mình biết lắm đây lúc trước anh từng coi sư hả anh? Dạ, dạ, coi tâm giờ mới nghe. Đây mẹ quan cái tới cầu thì nghe. Đây sư lên tới đây cho anh gặp lên trực tiếp luôn rồi đó. Thế bất ngờ không? Bây giờ thì nóng ngạo cả thì nghe. Khỏe sư? Ba đứa cái clip mà hồi thầy bệnh luôn á. Hết bệnh luôn à. Dạ. Thằng này nó theo dõi như cũng lâu lên nè. Ngày xưa là sư từng sống ở đây nè sư Quân. Dạ. Rồi tạm biệt anh luôn nha. Dạ. Kinh này kinh nào vậy? Bước chân này đó anh. Bước chân này đó mà. Dạ. À, đúng rồi thầy, đây là để chụp hình viên nữa rồi. À, thầy đang tìm. Quên hả? Ở trong viên là con có đến một phần. Mấy đứa con gái có một đứa làm dâu bên đây phải không? Đúng rồi. Là cái quán ăn phải không con? Con nhỏ tên gì? Rồi con nhỏ đó thì thầy rồi chưa đó con? Dạ. Thầy ở đây nè. Thầy sống ở đây nè. Rồi thầy học nghề chụp bệnh đây á. Dạ. Ở đây là cái bến xe buýt. Bến xe buýt. Dạ. Bên hậu quốc kết bên là có cái quán tạp hóa của một người phụ nữ đó. Có đứa con trai. Bây giờ thay đổi hết rồi thầy ơi. Cái chàng trai đó tên gì con trai? À, ok. Cho các con quên cái tên này nha. Dạ. Rồi chúng ta tìm được một vị trí mà quán chụp hình này duyên. Giờ lên xe đi thầy ơi. Rồi lên xe về. Và đã ấy đó quý vị, đã tìm lại vị trí ngày xưa mà hầu như là ở đây đã không còn ai nhớ đến sư thầy nữa nha quý vị. Xe thầy ơi, xe thầy ơi. Xe, xe, xe. Rồi biết rồi, làm sao? Rồi rồi. Của bà thì tao okay. Đó ưa chơi với mấy nó lợi hoài đó, ưa chơi với bà gì? Bà gì chơi bà Cúc á. Bà Cúc á. Tiếc với mấy. Tiếc chết rồi. Tôi có một má không gì đó. Cô bà Cúc bà Nga đó. Chắc vậy rồi, chắc rồi. Bà không lại gì mà tìm nhỏ đó. Vậy hả? Dạ, giờ vừa rồi chúng ta cùng với sư phụ đi về Thảo Cầm Viên để ôn lại kiến thức của thầy sư Thích Chí Trung đã xong và nơi đó đã hoàn toàn thay đổi và chỉ còn lại lưu lại kỷ niệm là đền thờ vua Hùng và bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái phía ngoài Thảo Cầm Viên thì những cái chiến công ghi dấu lại của chiến dịch Điện Biên Phủ và không còn gì trong ký ức của thầy là còn tồn tại nữa, tại vì qua những cái năm tháng thì nó đã thay đổi hết rồi quý vị. Và cái địa điểm kế tiếp của sư phụ sẽ đến để ôn lại ký ức của mình đó là chợ Bà Triểu, thì cô chú anh chị và các bạn
cùng với em sẽ xem sư thầy đi đến chợ Bà Triệu và những tình tiết ở nơi đó như thế nào. Em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em tiếp tục xem video kế tiếp nhé. Video này là video thứ 2 của sư phụ đi lên thành phố Hồ Chí Minh để ôn lại những cái ký ức nơi mà sư phụ đã từng sinh sống và hoạt động cùng với gia đình mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là có nhiều cái clip hay tìm về nguồn cội quý vị. Dạ, em xin chào và mong cô chú anh chị xem hết những video này ạ. Sở thú thì lên xe buýt xuống tới chợ Thị Nga. Dạ. À, từ chợ chợ Thị Nga qua cầu tới sở thú. Dạ dạ, hồi nhỏ. Thầy đã gọi thầy vì mình đi dịch phố thầy. Thì những cái ký ức đó nó còn trong đầu thầy và những cái kia và những cái mới đó, giờ nó đâu có giống như xưa nữa. Không có mất cái cũng chân rồi. Dạ. Con đấy hồi trước cậu lãnh á, đâu có nhà dễ đâu á. Dạ. Ở với chư cầu là một cái dòng sông. Dạ. Nước vậy nè. Rồi hồi đó là chợ cá, chợ đồ nó buôn bán vậy mà. Dạ. Chợ này chợ kia. Rồi ở dưới đó mấy thuyền bè nó đậu. Phía trên của nó thì là một cái dãy mà nhà cất bằng thùng mốt thùng bằng ba thùng giấy. Dạ. Thì từ cầu Ông Lãnh vô tới Ngũ Hành Miếu là nó chạy dài theo dòng ở sông đó. Dạ. Là tới hồi xưa là nhà sàn đó thầy. Không có nhà sàn, không có cái nào nhà sàn ấy. Thí dụ mé sông dưới thì thuyền ra đậu, còn ở trên này bơi cáp cách. Cái nhà bằng giấy, thùng giấy bằng cà tông đồ này kia vậy đó. Nhỏ 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 vậy hả. Dân bụi đời, dân độ nó gom đánh hở. Đủ trò, đủ chuyện trong đó chung á. Cậu Lãnh mà ta sống ai đâu người ta rằng ví dụ nó bắt túi giật đồ về công an mà rồi nó chạy về tới đó rồi hết táo rồi lính hết vô nổi. Nó chung vô cái nhà đó đâu ngoại vô đó, nó chung vô nhà đó nó dở dách nó chung qua xuống ghê rồi. Mẹ không có biết nhà không có nhà bạn thùng giấy thôi nè. Con chỉ cần dở cái miếng trong giấy nè lọt anh tre rồi. Dạ. À mà mày trời ơi, ta nó vô đó là mê cung không làm sao bắt được vậy. Đừng nói chuyện bắt chỉ là đã gọi là kia là chỉ còn một có mấy không cái còn mấy cái còn tồn tại như bảo tàng rồi này kia thôi chứ đâu còn gì nữa. Không còn cái gì chứ, ngay cái shop đó hoàn toàn mất. Hồi đó thùng giấy ở đó, bây giờ có thùng giấy nào ở đó được. Dạ, nhà tường, nhà lầu không. Ờ, đó, phải mất tiêu quá chứ mà. Dạ. Không có dọn ra được gì. Nhưng mà mình đi vậy cũng vui hả thầy, cũng nhớ là kỷ niệm. Là vậy thôi, nhưng mà cái cũ hoàn toàn biến mất. Quá hoàn toàn biến mất. Là hồi xưa nghe nói là nhà thầy kế bên nhà của Văn Hường luôn hả? Văn Hường. Dạ. Văn Hường là ở đầu hẻm đi vô chút là gặp. Dạ. Tức là ở đầu em đi vô rồi có cái cúp quẹo quanh chút xíu vậy nè. Yeah. Cái cúp quẹo đó là từ hẻm 22 nó vô nó có cái đường đó đặng ra xấu ở đây hẻm 23. Yeah. Nếu hẻm 23 chúng ta không ra hẻm 23 tới đây chúng ta quẹo qua đây thì hẻm 22 ở đặc biệt à. Mà ngay cái cua này Văn Hường ở đây này, tại vì Văn Hường nè cái gì hồi đó cái thằng nào cùng cái gia giỏi lắm, mấy cái nghệ sĩ cải lương hồi bé nó thuộc cái gia mà vô trong đó đó có một cái thằng nhỏ thuộc cái gia rất là giỏi, tụi đó vô đó kiếm nhỏ thuộc cái gia vậy. Đi
bộ luôn cái gì đó. Ở đây là một con cái vậy nè, tòa ủy ban nhân phố đó. Đây chắc phố đi bộ quá. Phố đi bộ đúng rồi. Phố đi bộ cũng vậy nè.